Xin chào tất cả anh em, cùng ép vé bùa tại mùa 12 này và tìm chuông thần sứ nhé. Khi mà chúng ta đủ 80 chuông thần sứ, đổi ngay bộ trang phục đó chính là vũ khúc thần sứ của Arum. Yaoyorozu no kami yo, ware ni michibiki yo. Quá là ấn tượng anh em ơi. Arum, vũ khúc thần sứ, bộ trang phục tuyệt sắc của vị tướng này ở trong vé bùa nha anh em. Anh em nhớ rằng các bạn cần phải đổi lấy cái điệu nhảy thần sứ, chỉ riêng bộ trang phục này có. Tức là chỉ có bạn nào có cái bộ trang phục này thì mới có điệu nhảy mà thôi. Các bạn không thể sử dụng điệu nhảy cho các bộ trang phục khác. Trời ơi, cái này người ta gọi là đu đưa đi đu. Để mà ngắm trời thôi anh em ạ. Chị S có thấy gì gọi là nhảy đâu ta? Ok, cùng test ngay nha anh em. S sẽ gọi đây là điệu nhảy ngồi chơi. Ngồi chơi sơi nước. Chị S có thấy nhảy gì đâu ta? Ngồi ngắm sao trời thôi. Cận cảnh cho anh em nhé. Ok, cùng điểm qua về cái bộ trang phục tuyệt vời nào. Nếu mà bạn nào sử dụng đó chính là các vé bùa bậc A đấy ạ, thì S chúc các bạn sẽ gặp thật là nhiều vận may để ra thật là nhiều vũ khúc lăng hồ nhé anh em ơi. Đợt này thì gà rán đã tăng tỷ lệ ra gài chuông lên rất là cao, nên anh em nào mà muốn sử dụng cái dẹp vé bậc A để mà có thể đổi lấy Arum thì hơi là thốn nha anh em. Chỉ mong rằng các bạn sẽ thật là may mắn để nhận được cái bộ trang phục này. Vậy thì chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu quân huy, bao nhiêu giấy vé bùa bậc S để có được cái bộ trang phục tuyệt vời này? Hãy cùng S tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Nhưng mà trước tiên, cùng S review qua cái bộ trang phục này ở trên ảp của bé Uyên. Hiện tại thì bé Uyên đang bất kỳ bộ trang phục nào ra đều cố gắng có được để mà full bộ trang phục của mình nha anh em ơi. Ui cha cha. Vậy là màu tím là chủ đạo của Arum thần sứ nha anh em. Hóa chất đúng không anh em? S thích kế màu này rất là nhiều. Nếu mà có xanh, đỏ, tím, vàng thì càng tuyệt vời hơn. Một con rồng màu tím nha anh em. Wow. Ok, S đã có chuẩn bị cho mình là chính là 10.364 quân huy. Thực ra là bé Uyên chuẩn bị anh em, chữ S thì đang ăn mì tôm, làm gì ở quân huy để mà chuẩn bị đây. Chúng ta có thể nhận được các chuông thần sứ này, rương tướng, rương trang phục, vé quay kho báu và rất là nhiều thứ linh ta linh tinh khác. Ok, có ác tỷ lệ ở đấy nha anh em ơi, có ác tỷ lệ luôn ạ. Bây giờ S có 700 giấy nha anh em, 700 giấy vé bùa này. Nếu mà tính ra cái lượng quân huy, tức là một cái bậc S bằng 6 quân huy thì 700 nhân với 6 thì khoảng 4.800 anh em ạ, khoảng 4.800 quân huy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang có một cái event, tức là chúng ta hiện tại đang có event để có thể mua các rương để có cơ hội trúng rất là nhiều cái giấy vé bùa bậc S khác có lời cho anh em nhé. Thì S có tham gia và bỏ ra hơn 1.000 quân huy và nhận lại kha khá cái giấy để mà chuẩn bị cho anh em rồi. Chai dô, cố lên nào. Wow, 14 luôn anh em ạ, 14 cái chuông thần sứ và rất là nhiều vé quay khác. Nhân phẩm càng cao, tỷ lệ ra càng lớn nào. Yeah, mặc dù là chỉ 2 thôi, nhưng mà S thấy cái tỷ lệ này ra 10 cái chuông có vẻ hơi thấp anh em ạ. Tiếp tục là 10 chuông. Như vậy là chúng ta đã có 30 chuông rồi các bạn ơi. Chúng ta có 30 chuông rồi nha anh em. Trời ơi, xịt rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ còn 400 cái giấy. Tổng cộng là chúng ta đầu tiên là có 700 giấy nha anh em. Bây giờ chỉ còn 400 thôi. Mất đi 300 giấy thì mới kiếm được khoảng hơn 30. Trời đâu, double kill xịt rồi anh em ạ. Cố lên nào, đừng như vậy chứ trời ơi. Thực sự thì S chắc chắn là sẽ tìm ra và có được cái bộ trang phục này. Tại vì S đã chuẩn bị ở đây là chính là 10.000 quân huy rồi nha anh em.
chúng ta còn 300 giấy. Ad sẽ test cho anh em để bạn nào mà muốn quay có thể có một cái cảm nhận riêng biệt và chuẩn bị nhé. Các bạn đừng quên rằng khi mà chúng ta quay có cả lương tướng và lương trang phục, nhưng có thể là Ad đã full tướng và full trang phục rồi nên gà rán người ta không ra cho anh em ạ, nên toàn ra một cái mảnh tướng linh tang tinh thôi. Wow, cái tỷ lệ ra 10 cái rất là cao anh em ạ. Hiện tại thì gần đủ rồi nhá. Trời ơi, lại xịt lần 3 anh em ạ. Xịt lần 3 rồi kìa. 56 cái chuông rồi anh em ạ. Cố lên nào. Cố lên, chạy rô. S hy vọng là quay ra thật là nhanh để mà không khiến cho bé Uyên tổn thất quá nhiều nhá. Chúng ta còn 100 giấy. Bảy mươi rồi anh em ơi, cố lên. Một lần 10 nữa thôi là chúng ta có ngay cái bộ trang phục tuyệt vời này rồi. Trời ơi, sao lại là hai? Vậy là chúng ta thiếu là 8 nha anh em. Đây, chuẩn bị cho anh em là 10.364 quân huy rồi. Và bây giờ S sẽ mua thêm cái giấy vé bùa. Phải mua thêm nha anh em. Mua thêm để mà có thêm một kinh phí cho anh em để mà có thể quay. Đây ạ, anh em lật ra cái cạnh vũ khúc thần sứ đấy ạ. Đây, chúng ta có thể nhận từ 50 trở lên 28 quân huy nha anh em. Mình sẽ mua số lượng là 10 đi. Được là 65, như vậy là chúng ta có một lần quay. Mình sẽ mua thêm lần 2 nha anh em để mà có thể chắc chắn thêm. Như vậy là Ad đã bỏ ra 500 quân huy bù thêm vào. Nếu các bạn mua theo cái giá thị trường đấy, các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng từ 3 đến 4.000 quân huy mới có thể nhận được cái bộ trang phục này. Wow, vậy là còn thừa lại hẳn 90 giấy vé bùa anh em ạ. Như vậy là Ad đã tính ra rồi. Các bạn nếu mà đen như Ad thì sẽ tốn khoảng 3 đến 4.000 quân huy. Nếu mà bạn nào đen hơn thì khoảng gần 5.000 quân huy nha các bạn ơi. Còn bạn nào mà còn thừa lại rất là nhiều cái giấy bùa bậc S ấy, thì càng tuyệt vời hơn. Và đây là Arum, vũ khúc thần sứ chúng ta. Một cái bộ trang phục mà rất là nhiều anh em đang rất là chờ mong rồi. Một vị tướng khống chế bá đạo và là cái con hàng mà rất là nhiều anh em ưa thích. Chắc chắn khi có thêm cái bộ trang phục tuyệt vời này, các bạn sẽ có cảm giác và hứng thú hơn khi mà chơi game nhé. Không thiếu các bộ trang phục gì anh em ạ. Bây giờ chỉ còn thiếu đúng 2 bộ trang phục là full các bộ trang phục của Liên Quân đến mất rồi. Nguyên thú ngoạ hổ đầy uy lực, động tác biến chuyển, mê hoặc chúng sinh. Đều là các bộ trang phục rất là tuyệt vời anh em ạ. Đều là các bộ trang phục rất là hay và tuyệt vời. Trời ơi, đáng yêu quá anh em ạ. Thực sự thì cái bộ trang phục này quá là xứng đáng mà. Ngày càng Liên Quân càng ra rất là nhiều cái bộ trang phục đẹp tuyệt vời hơn. Sự thay đổi về màu sắc, hãy cùng S cảm nhận tiếp nha anh em. Và khi mà xem cảm nhận về cái bộ trang phục này, anh em đừng quên để lại ý kiến riêng của anh em dưới clip nhé. S sẽ sớm thôi gửi đến cho anh em rất là nhiều phần quà tuyệt vời khác kèm theo clip này. Behind
để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.